Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề nét đẹp của người phụ nữ. Quang ưa nghe nói người đẹp là lòng mưng ghen tị à? Mình muốn chiêm ngưỡng người đẹp này như thế nào? Nghe nói tác phẩm của Mr. thực hiện để tăng nổi bật nét đẹp phong cách thời trang tính cách của model Hồ Kim. Nào chúng ta cùng xem bộ siêu tập ảnh của Mr. Lộc TV. Nào xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Vẻ đẹp của người phụ nữ luôn mang cho mình và sự hãnh diện bản thân tự tin hơn nhiều. Họ có thể có sự tôn trọng và nhẹ nhàng lời nói, như vậy người đẹp của chúng ta luôn mỉm cười sống vui vẻ với những người tôn trọng họ. Mình có câu nói câu như thế này: không có người phụ nữ xấu và người phụ nữ chưa muốn làm đẹp thôi, cho nên các đàn ông nên tôn trọng người phụ nữ của mình nhé. Tác phẩm thực hiện tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Das Mr. Rossi, das Ass.